Ở đây là một con kayak board. Chiều dài tổng thể của nó là 3,3 m, chiều ngang của nó là 1,28 m. Đi 2 cho tới 3 người. Cho phép gắn máy 10 HP đổ lại. Con này là của hãng Comac. Phù hợp cho mấy anh mà thích câu cá, thích gọn nhẹ. Trọng lượng con này nó chỉ có tầm khoảng 23 kg à. Sàn hơi cứng cáp, đi đứng thoải mái. Phụ kiện đi kèm con này là bao gồm một bông chân, một túi đựng, một bộ kit, hai băng ghế ngồi và hai tay chèo.